Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Đầu tiên cho em xin lỗi toàn thể anh em khách hàng Nhất là những anh em đang có nhu cầu quan tâm đến xe Accent Cho đến ngày hôm nay em mới nhận được chính sách bán hàng khuyến mại của nhà máy trong thời điểm tháng 9 này Và có thông tin rất là vui Đó là vẫn giữ nguyên những ưu đãi từ nhà máy dành cho Hyundai Accent Cụ thể đó là tặng bảo hiểm thất vỏ cho anh em nào mua xe trả thẳng Đồng thời vẫn sẽ hỗ trợ lãi suất ưu đãi dành cho anh em mua trả góp Tặng thêm phụ kiện cho anh em và giá xe thì có xây dịch đôi chút nhưng không đáng kể. Cụ thể chính sách bán hàng của từng phiên bản Hyundai Accent trong cái thời điểm đầu tháng 9 này như thế nào? Mời anh em cùng xem chi tiết video. Em xin phép điểm qua đôi chút về mẫu xe Hyundai Accent để những anh em nào mới tham khảo dòng xe này và những anh em mới theo dõi kinh xe Việt cũng có thể nắm được. Hyundai Accent là mẫu xe nằm trong phân khúc sedan hạng B được lắp ráp tại Việt Nam anh em sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Hyundai Accent có tất cả là 4 phiên bản để anh em lựa chọn, trong đó có 2 phiên bản số tự động và 2 phiên bản số sàn. Cụ thể như sau, phiên bản cao cấp nhất đó là Hyundai Accent AT bản đặc biệt, phiên bản thứ hai đó là Hyundai Accent AT bản tiêu chuẩn, phiên bản thứ ba đó là Hyundai Accent MT bản đủ và phiên bản thứ tư đó là Hyundai Accent MT bản tiêu chuẩn. Trên thị trường, Hyundai Accent cạnh tranh trực tiếp với Honda City, Toyota Vios, Mazda 2 và một số những mẫu xe khác nhưng Hyundai Accent thì hiện tại có giá bán thấp hơn City, thấp hơn Vios rất là nhiều. Hiện tại trong thời điểm đầu tháng 9 này, chính sách bán hàng của nhà máy vẫn đang hỗ trợ anh em rất là tốt và em xin nhắc lại, anh em được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ đối với những anh em mua trả thẳng và anh em mua trả góp thì anh em sẽ được hỗ trợ lãi suất ưu đãi từ phía ngân hàng liên kết trực tiếp với nhà máy đó là ngân hàng PG Bank với mức lãi suất năm đầu khoảng 0,6% trên một tháng năm thứ hai trở đi biên độ khoảng 0,9 anh em được ân hạn gốc trong 9 tháng đầu có nghĩa là anh em không phải đóng gốc, anh em chỉ phải đóng lãi thôi. Như vậy, nếu so với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường, thì chỉ có duy nhất Hyundai Accent hiện tại đang được hỗ trợ lãi suất ưu đãi, còn lại tất cả các mẫu xe khác trên thị trường bây giờ vẫn đang theo lãi suất của phía ngân hàng, không có ưu đãi gì. Chính vì thế, anh em nào mà đang có lựa chọn muốn mua Hyundai Accent trả góp thì thời điểm này là thời điểm phù hợp vì đang có cái mức hỗ trợ của ngân hàng rất là tốt. Chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe. Và hiện tại bên em có hai cơ sở, đó là một cơ sở ở Hà Nội và một cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ cho anh em. Nhưng giá bán tại hai cơ sở này có sự khác nhau theo vùng miền, anh em lưu ý. Hình thức mua bán anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Về cơ bản chi phí ăn bánh của hai hình thức này thì đều như nhau, có điều mua trả góp anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Bảo hiểm thân vỏ chỉ tặng anh em khi mà anh em mua trả thẳng thôi. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85% giá trị xe, thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm và với cái mức lãi suất như vừa em giới thiệu qua anh em được ưu đãi là khoảng 0,5 cho đến 0,6 trên một tháng trong năm đầu năm thứ hai là khoảng 0,9 điều kiện để vay vốn đó là anh em không có nợ xấu và anh em nào ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ hỗ trợ vay ngân hàng ưu đãi PG Bank với bán kính phạm vi cho vay là khoảng 120 km tính từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh anh em nhớ cho em ạ còn anh em nào ở các tỉnh xa mà muốn mua trả góp em vẫn sẽ hỗ trợ được Nhưng anh em cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em Em sẽ tư vấn những thông tin cũng như là những cái thủ tục để hỗ trợ cho anh em Cụ thể chính sách bán hàng cho từng phiên bản Hyundai Accent như thế nào Mời anh em cùng xem tiếp video Và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em Đó là Hyundai Accent AT bản đặc biệt Hyundai Accent AT bản đặc biệt có giá niêm yết là 545 triệu Giá bán tại thời điểm đầu tháng 9 tại hai cơ sở bên em như sau tại cơ sở ở Hà Nội giá bán cho anh em là 505 triệu như vậy anh em được giảm 40 triệu tiền mặt so với giá niêm yết đồng thời tặng kèm anh em những phụ kiện sau dán kính thảm chân cam hành trình nước hoa bọc vô lăng da lốp cốp vè mưa anh em trả thẳng thì được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 520 triệu như vậy là tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh anh em được giảm 25 triệu tiền mặt tặng kèm anh em những phụ kiện sau dán kính cam hành trình trải sàn thảm đế chân bọc vô lăng ra, áo chùm xe, nước hoa, bình chữa cháy và anh em chặt hàng cũng vẫn sẽ được bảo hiểm thuật vỏ. Anh em nhớ cho em ạ. Với giá bán như trên, chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 560 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế 12% là 540 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế 10% là 535 triệu. Anh em ở trong thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 569 triệu. Và anh em ở các tỉnh miền Nam căn cứ từ giá bán tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí lăn bánh sẽ là 550 triệu. Chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, anh em có thể nhìn trên màn hình. Chưa bao gồm dịch vụ ngoài, có nghĩa là cái dịch vụ đăng ký xe chọn gói đấy ạ. Và em chưa tính bảo hiểm thân vỏ, anh em trả thẳng thì được tặng rồi. Còn đối với anh em đang có nhu cầu mua trả góp, căn cứ từ giá lăn bánh trên, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 130 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% là 111 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% là 106 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 127 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam thì cần chuẩn bị là 108 triệu. Vì anh em mua trả góp thì anh em không được tặng bảo hiểm thân vỏ nên anh em bắt buộc sẽ phải mua và sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí đó là bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 6,5 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và dịch vụ đăng ký xe này hết bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em khoảng cách xem anh em sai gần với showroom bên em anh em ở tỉnh xa thì chắc chắn phí dịch vụ nó sẽ cao hơn so với những anh em ở hà nội và những anh em ở thành phố hồ chí minh cụ thể anh em cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại bể góc phía dưới bên trái màn hình các bạn sẽ tính tổng chi phí cùng với phí dịch vụ và báo cho anh em anh em cảm thấy phù hợp thì anh em mua xe ủng hộ bên em với số tiền trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 429 triệu tại cơ sở ở hà nội anh em sẽ vay được tối đa là 442 triệu tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh. Với gói vay 8 năm cùng với lãi suất ưu đãi thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 7 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,6 triệu, dư nợ sẽ giảm dần. Phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em đó là Hyundai Accent AT bản tiêu chuẩn. Phiên bản này có giá niêm biết là 505 triệu. Tại thời điểm đầu năm 9 này, chính sách bán hàng tại hai cơ sở ở bên em như sau. So tại cơ sở ở hà nội giá bán cho anh em là 465 triệu vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như bản accent đặc biệt anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em tại cơ sở trong thành phố hồ chí minh giá bán cho anh em là 480 triệu cũng tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình anh em đã xem cho cơ sở thành phố hồ chí minh với giá bán như trên chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở hà nội sẽ là 517 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 498 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 493 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 527 triệu. Anh em ở các tỉnh miền Nam căn cứ từ giá bán tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí lăn bánh sẽ là 508 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản, anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Đối với những anh em mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 122 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 103 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 98 triệu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 119 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam thì sẽ là 100 triệu ngoài ra anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 6 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 395 triệu tại cơ sở ở Hà Nội 408 triệu tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh và với gói vay 395 triệu gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 6,4 triệu trong đó gốc chi đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,1 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 2,3 triệu dư nợ sẽ giảm dần <laughs> phiên bản thứ ba em cập nhật cho anh em đó là Hyundai Accent MT bản đủ phiên bản này có giá nên biết là 475 triệu giá bán tại thời điểm đầu tháng 9 tại hai cơ sở bên em như sau tại cơ sở ở Hà Nội giá bán là 455 triệu vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình Tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 460 triệu, cũng vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình anh em đang xem. Và chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 506 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 486 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 481 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 506 triệu anh em ở các tỉnh miền Nam căn cứ từ giá bán tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí lan bạch sẽ là 486 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em. Những anh em mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 119 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 99 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 95 triệu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 115 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam thì cần chuẩn bị là 95 triệu. Bảo hiểm thất vỏ năm đầu bắt buộc anh em phải mua trị giá là 5,9 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương đương với số tiền là 386 triệu tại cơ sở ở Hà Nội, 391 triệu tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 6,3 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4 triệu, lãi suất tháng đầu tiên là 2,3 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. <laughs> Phiên bản cuối cùng <laughs> em cập nhật cho anh em đó là Hyundai Accent MT bản tiêu chuẩn. Phiên bản này có giá niêm yết là 435 triệu. Giá bán tại thời điểm tháng 9 của hai cơ sở bên em như sau. Tại cơ sở ở Hà Nội giá bán cho anh em là 403 triệu, vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình. Tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 411 triệu, cũng vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình anh em đang xem. Với giá bán như trên, chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương trong trường hợp xe biển trắng không kinh doanh vận tải cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 451 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 431 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 427 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 454 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam căn cứ từ giá bán tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 435 triệu. Những anh em mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 108 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 89 triệu Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 84 triệu Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 105 triệu Và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 86 triệu Ngoài ra bảo hiểm thân vỏ anh em phải mua năm đầu trị giá là 5,2 triệu áp dụng xe không kinh doanh vận tải Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói Đối với những anh em nào mua xe đăng ký biển vàng chạy dịch vụ Grab taxi màu anh em cứ liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên bên em. bên em sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết cho từng anh em. với số tiền trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe. cụ thể anh em sẽ vay được là 342 triệu tại cơ sở ở hà nội, 349 triệu tại cơ sở trong thành phố hồ chí minh và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 5,6 triệu trong đó gốc chia đều là 3,5 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên là 2,1 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần. Anh em nào mà có chỗ nào chưa hiểu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên bên em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc của anh em và cam kết với anh em giá bán trên video là giá bán chuẩn. Anh em liên hệ sẽ vẫn là giá này tùy từng thời điểm. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Hyundai xe tại hai cơ sở bên em. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.